Đây các bác, em hôm nay tiếp tục sang bên An Bình, Phú Giáo, Bình Dương để review lại cái đầu Ford 4600 các bác nhé. Nhưng để thực tế ra thì em vẫn nói bác chủ cũng không biết, nhưng mà chiếc Ford này là chiếc Ford 4000, mới thay ruồng cứ lắp, còn máy đang rin. Máy phải nói tuyệt vời, mạnh các bác nhé. Tất cả mọi cái được chủ chế tác hết, tất cả mọi cái. Đấy, bánh cái là 18430, tất cả mùi mụn các thứ hoàn chỉnh, khoác áo 4600. Hôm nay em review một cái đầu không 70 triệu đó nhá, review 70 triệu, bởi vì cái mọc đã bán rồi, thôi đã chia tay cái mọc, bây giờ còn cái đầu bác ạ. Rất buồn bởi vì em đã lên rất nhiều hai video mà không có bác nào điện thoại cho em. Cuối cùng thì em cũng đã đưa khách bán được một cái mọc cho chủ, và còn cái đầu không thì hôm nay tiếp tục em đưa lên. Nếu bác nào có duyên thì điện thoại cho em 0394 326 198, em mới dẫn các bác đến để làm việc cái đầu này về. Trong cái đầu này còn một hệ thống tức rất cần cho chúng ta, cái đó là cặp kiếm các bác nhé. Cặp kiếm đang liền luôn với cái đầu, thì các bác chỉ mua cặp chảo đấy, nếu như có chảo nữa thì ta mua thêm, cũng khi còn một cái chảo ba này không biết sao. Nếu mà em bán đầu rồi chảo có bán luôn không em? À không nhá, như vậy là không có chảo rồi, ok, không có chảo, chỉ có, đúng rồi, chỉ có cặp kiếm là liền luôn với dàn với cái đầu này các bác nhé. Vâng, và để tiếp tục thì cho Lê Tuấn làm việc luôn với chúng ta là riêng về cái đầu đấy của em này, thì nó đã rõ ràng với chúng ta là rất đẹp. Bánh 18430 đã mòn nhưng nó vẫn còn làm được rất nhiều đấy. Và thứ hai, dè vuông rất làm cho cái nổi bật chững chạc của chiếc đầu Ford 4000 này, thật tuyệt vời. Có này, có nhìn thấy mới hết, tất cả riêng cái này nó phải tầm 5 triệu, hơn 5 triệu đấy. Cặp dè chúng ta từng phân khúc một, chúng ta phân tích các bác nhé. Rồi, đây có đầy đủ đang thắng hơi. Đây các bác nha, còn mọc bán rồi thì thôi, còn thắng hơi đầy đủ. Và tất cả mọi này, tất cả đấy, đã hoạt động bình thường. Nhưng chủ kêu bán luôn để nhờ Lê Tuấn tiếp tục làm lại một cái nhỏ nhỏ. Bởi vì lúc này không cần đi xe to. Bây giờ vườn cây nó rậm rạp, mà thứ hai đưa đi cho xe to thì nó vướng các bác nha. Đấy, thực tình, nếu bác nào có một cái thích, sở thích chơi trội ở đẳng cấp, tức là xe Ford, thì chúng ta sẽ thêm hết video này cùng với em để chúng ta biết được là cái giá trị 70 triệu các bác nhé. Đấy, chiếc Ford lúc đầu tiên em kêu 140 triệu, à 35 triệu, thì cái hôm nay cái mọc em đã bán được 65 triệu rồi cho chủ, bớt một triệu các bác nhé. Còn riêng cái đầu 70 triệu đấy, chủ còn bớt cho chúng ta nữa. Chiếc đầu Ford này đấy, là có trợ lực tay lái này, đèn kèn đầy đủ này, rồi T6 này đó. Đây T6 các bác nhá. Đó. Rồi, đấy, một màu xanh huyền thoại của em luôn. Đấy các bác. Đấy, 5 tháng đã phủ bụi trần. Đấy, và tất cả mọi thông tin đấy đang dẫn trước chúng ta vừa rồi 18430. Thứ hai, về trợ lực tay lái, đồng hồ hơi và mọi thứ đang như chi tiết các bác nhá. Đây. Ghế cũng đàng hoàng. Đấy, đùi to. Đấy, và mọi cái y như trong hình. Y như trong hình các bác. Đấy, tuyệt vời. Đấy. Ok. Đấy. Các bác nhé. Đấy. Em hôm nay chỉ hôm trước, đúng không ạ? Cách đây 3 hôm. Thì em quay cả mọc. Nhưng hôm nay rất tiếc. Không được quay cả mọc nữa. Bởi vì mọc đã của người ta rồi. Đấy. Trái tim em. Trái tim em đã chia cho người khác mất rồi. Đó. Để lại nỗi buồn cho anh mãi mãi. Đấy. Vĩnh viễn cuộc đời không còn của em. Đúng không? Em đã đi bên người đẹp rồi thì còn đâu nữa, đúng không? Đấy, và đây thì cũng như Lê Tuấn đã giới thiệu với chúng ta. Đấy, vỏ thì 18430. Mùi trần đẹp, đúng không ạ? Đấy. Đấy. Đẹp nhất trên đời, mùi mát lạnh. Rồi chúng ta ghế cũng xịn sò. Đi to, mông rộng, hàng cao các bác nhé. Rồi. Và đây là cặp kim. Đây. Cặp kim các bác nhá. Đấy, cặp kim. Có những cái mà bên Nhật Bản người ta mua bản quyền mà không có, chỉ có Việt Nam mình mới có, đó là dây thúng. Trong một cái hệ thống cực kỳ xịn sò. Đúng không ạ? Bất cứ giá nào thì cái người lính lái máy cày của chúng ta vẫn phải dùng những cái dây này để chặn.
và buộc. Đó là cái thiết yếu nhất và dễ nhất gắn liền với cuộc sống của chúng ta. Đó là dây thun. Bản quyền của Mark Ajin Việt Nam các bác nhé. Đấy, rất tuyệt vời. Đấy, rất tiếc rằng em phải đứng đây em quay, đúng không các bác? Ngày mai là cái mọc này đã đi rồi, bởi vì hôm nay mùng 5, chủ mua mọc không lấy về mà chỉ đặt cọc tiền, đưa tiền các bác nhé, đặt cọc tiền xong và đến bây giờ em được quyền em quay cái đầu này lên cho các bác. Đấy, để đánh một dấu ấn với các bác rằng chiếc mọc đã ra đi, đã để lại đầu, để lại đít ra đi, để đầu lại. Đấy, rất buồn các bác ạ, nhưng việc của Lê Tuấn thì phải đưa lên nha. Còn cái gì Lê Tuấn đưa lên cho các bác, ai đúng ở thẩm phân khúc nào các bác điện thoại cho em các bác nhé. Đấy, cái đầu này 70 triệu, có thể đang bớt nữa các bác này, các bác lấy về làm cho em luôn, về cạnh nha, không có dính liền mọc nữa, dễ lắm. Đấy, rẻ tiền. Đấy, đây các bác 70. Đấy, Lê Tuấn rất buồn rằng không được giới thiệu em mọc nữa. Đấy, hai video giới thiệu em mọc gần 5,000 người xem lượt view các bác nhé. Đấy, em cũng xin cảm ơn tất chân thành đến tất cả các bác đang xem kênh của em. Những cái like của các bác làm động lực cho Lê Tuấn. Đấy, cả ngày Lê Tuấn đi suốt những chặng đường, len lỏi vào những đường. Đây, nơi đây là cái nơi cũng rất hoang dã các bác nhé. Đấy, chỉ này đó, Lê Tuấn đã len lỏi vào và để đi tìm những cái chán của người ta về làm cái mới cho mình, cho các bác. Đó, trên những tuyến đường quan họ tìm hiểu những dòng pho Isiki và Belarus. Đấy, cũng như hôm nay trước mắt chúng ta là những giai điệu đẹp, đúng không? Những tình khúc lãng mạn. Đấy, những đường nét của em pho nào cũng vậy, cũng đẹp các bác, đúng không? Chỉ vì các bác đam mê, đúng không? Thích đổi thì chúng ta đổi em đi, đúng không? Nhưng mà riêng vợ của mình thì không đổi được các bác nhé. Nhưng của cải ta đổi được, đúng không? Ta mua ta không thích ta xài chán rồi ta lại đổi em khác thì đó là được. Đấy, như ta thích pho mà ta không thích pho nữa thì ta đổi pho lớn hơn, đúng không? Rồi đến pho nhỏ hơn, rồi chúng ta không đổi được nữa, không thích dòng pho thì chúng ta đổi tiếp sang MBZ hoặc là Isiki. Đấy, hoặc là nhiều dòng khác, đúng không bác? Nhưng vợ của chúng ta là không thể đổi được, bởi vì pháp luật Việt Nam không cho các bác nhá. Đúng, đó là như vậy. Đấy, cho nên là tất cả những tuyển thủ quốc gia, những người lính lái máy cày luôn luôn là những người rất bận rộn và rất khổ cực trên con đường nghệ thuật lái máy cày của chúng ta. Và cuối cùng thì em cũng đã nói với các bác, hôm nay ngày mùng 5 tháng 10 các bác nhé, mùng 5 tháng 10. Đấy, hôm nay mùng 5 tháng 9, xin lỗi các bác, mùng 5 tháng 9. Đấy. Ồ. Hôm nay mùng 5 tháng 10 rồi các bác nhé. Không phải. Đúng rồi, mùng 5 tháng 9. Mùng 5 tháng 9, đúng rồi các bác. Hôm nay mùng 5 tháng 9 cho nên là cái ông chủ mua mọc này ông không chỉ đặt tiền cọc, không lấy mọc. Chiều mai mùng 6 đặt thì ông chủ ông lấy cái mọc này về theo phong thủy. Các bác nhá. Thôi, tất cả mọi cái thì chi tiết em cũng đôi khi tán gẫu với các bác một tí, nịnh bợ các bác một chút cho nó vui các bác nhá. Bởi vì cuộc sống của chúng ta mà. Đến với Lê Tuấn thì chỉ là bằng nụ cười, rồi những cái cũ, rồi những cái mới, những cái kêu cao quá thì chúng ta nhăn mặt, những cái rẻ quá thì chúng ta lại không có tiền, đúng không? Cái lúc mà rẻ quá thì chúng ta lại không có tiền, mà cái lúc mà cao quá thì chúng ta là chỉ biết là tiếc quá ông này kêu cao, thì cái đó Lê Tuấn cũng phải chịu, bởi vì Lê Tuấn không giúp được gì cho các bác. Và cuối cùng thì cho em chân thành cảm ơn các bác rất nhiều, và em xin hẹn video sau, xin chân thành cảm ơn các bác.